Ok, Vương chào mọi người, chào các bạn. Bữa nay là một tháng sau khi mà bàn giao những cái lô đất cho builder á, là bây giờ là họ build lên khoảng 40 căn nhà ở đây. Đó, đây là cái căn nhà là hôm bữa là Vương review, là họ bắt đầu họ build nè, bây giờ là họ xong, ở trong nó hoàn tất hết trơn luôn rồi. Cái nhà mẫu của Lina. Đây là cái tên đường Sài Gòn nè các bạn thấy không? Đó, ở đó là đây là cái đường Sài Gòn các bạn. Là ở khu vực Houston, Texas nha, quận hạt là có quận Waller. Đó là ở đây bây giờ là hiện tại là đang có 40 căn nhà đang xây luôn rồi. Cái section 1 này là Vương làm xong là 175 lô đất. Rồi hiện tại là Vương đang làm tới section 2 ở bên kia. Đó section 2 là ở bên đó, đó là các bạn thấy không? Đang làm về section 2 với section 3 là họ đang làm một cái phần này gọi là mass grading, là đang làm để mà san lấp mặt bằng, là chỗ nào thấp thì làm cho nó cao lên, còn chỗ nào cao sẵn rồi thì là mình sẽ làm cho nó hấp xuống. Rất là may mắn cho Vương là cái chỗ này là đất lên trên này là nó cao sẵn rồi, cho nên là nó dư đất rất là nhiều luôn. Đất chỗ này Vương còn dư đất nên nổi Vương phải chở qua những chỗ khác nữa. Đây là nguyên một dãy nhà. Cái đường này đây là đường Fast Boy nha. Tên công ty của Vương là tên Fast Boy. Cái đường Sài Gòn là cái đường này, đường ngoài. Rồi đây là đường bên đây, bên tay phải là đường Fast Boy, bên tay trái là đường Tây Hass. Oh, Ronnie. Oh, hello. How are you, sir? Long time no see. No, how are you? Good. Good. Is everything good? Yes, sir. Well, you look good out here, huh? Man, I'm so proud of myself. Sir, you should be proud. You here every day? I've been over there every day. Okay, so... I wanted to see if they started putting a gas line, but I don't think they've started putting it yet. Centerpoint put the gas line, right? Yeah, but I don't think they've done it yet. I see. That's what I came to go look and see. Bill wants to know if they've started putting in the gas line yet, but... Yeah. Let's move the car so I can talk to you a little more. Đây, ông này là ông Ronnie các bạn. Ông là giám sát công trình của Vương Phơi. Ông giám sát ở đây nè, là ngày nào là có công nhân đây làm là ông phải chạy ra đây để ông giám sát. Yeah. That's good. Wow. Yeah, we do some video. I'm glad that we start the section 2 already. Oh yeah. Did you go back there and look at the pond? Yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh, it's big. Lot of dirt. Now I know what cost me $1 million. I thought they do a little bit here. Nah, they're bringing all the dirt from the pond and putting it over there. Okay. They finish over there on the south side where okay. They're gonna put the electric poles. Electric, that's ready. So maybe they'll start running power here pretty soon over there. Do you know when we have the power? Like connect the power here? I don't know. They got it to there, so any day. I mean, they got everything in. Yeah, they got it over there, right? And yes. Did they put it down already? I don't think so. I think all they got to do is run it from there to that box there, and then I think it. After they do that, you should have power everywhere. Because right now I pay $11,000 a month for that little generator, and I'm really $11,000 a month. I don't know when, but they sent me the bill for $11,000 for that generator for the water plant already. That don't sound right. How many houses you think they built already? A lot. They got, I don't know, probably 10 over here, and they probably got maybe 10 or 20 more in the back over there, maybe 15, 20. 20? Altogether, they may be 20 or 30 houses. Oh, wow. Yeah. Wow. Yeah. LGI, they start build already too, right? I don't know if LGI started yet or not. Oh, thank you, Ronnie. Thank you. Thank you for being here. I gotta get back to work. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, sir. À, các bạn. Đó là ông Ronnie, là ổng là giám sát trưởng của chỗ này. Ổng ngày nào cũng ở đây để ổng giám sát công trình nè. Mình trả tiền cho công ty này là cũng tình công ty này là công ty họ làm lo về kỹ sư, là họ giám sát, với lại họ là công ty về giám sát. Cho nên là họ sẽ giám sát hết để đảm bảo là những cái con đường này được xây đúng nè. Với lại tất cả mọi thứ là được xây đúng chuẩn hết. Là Vương phải có công ty giám sát để mà thuê họ để làm. À đây đây để coi họ đổ móng rồi bạn. Này là hiện tại là đang là đổ móng rất là nhiều luôn. Đây là cái móng nhà. Nhà này chắc nhà một tầng á. Nhà này chắc khoảng 1.700 đến khoảng 1.700-1.800 square feet gì đó. Hay mà tính ra mét vuông mình thì khoảng 160 cho đến 180 mét vuông. Những cái công ty như Lina đồ này nọ đó là họ xây nhà, họ xây rất là nhanh luôn các bạn. Họ xây trong vòng khoảng một tháng hôm qua lại đây thôi là họ xây xong mấy chục căn nhà luôn à. Để mình vào toilet rồi mình xài trước cái toilet này các bạn.
Đây là toilet mình đặt vô cho nhân viên ở đây họ họ xài nè, chứ để không ai họ đi tiểu đi đá lùm la. Mỗi một cái như vậy là tiền thuê á, một tháng không phải 200-300 đô á. Đây là cái nhà mẫu các bạn. Bây giờ ra nhà này đây là họ đang lót gạch nè. Đang làm cho nó bằng cái sàn xong rồi có thể lót gạch hay lót thảm. Cái nhà này chắc là họ làm custom á. Đây có cái bàn, cái chỗ này là mỗi một người khách á, họ có yêu cầu của họ. Biết rồi nè, thôi để họ đang làm mình đi nhà khác đi, nhiều nhà ở đây đó. Giờ Vương dẫn cho các bạn đi coi những căn nhà mà họ đang xây nè. Để Vương đếm nó coi, nãy đây một căn, hai căn, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chắc tôi nghĩ công ty này là họ mua của Vương Lina, là họ mua tổng cộng là một nửa những cái lô đất trong section này. Họ làm chung với lại một công ty khác nữa, là công ty xây dựng LGI á. Hình như là công ty LGI là họ xây sau, còn Lina chắc họ xây trước. Đây một cái nhà như thế này giá trung bình là khoảng 230 nghìn trở lên. Nó căn rẻ nhất là khoảng 230 nghìn đô. Còn đây là cái trạm nước đây các bạn. Đó, cái trạm nước là bây giờ là hoàn thành luôn rồi đó. Hôm bữa là bị gió nguyên cái cục này, mà hôm bữa gió mà nó thổi bay mất tiêu cái trạm này luôn. Thiệt chứ, ghê thiệt. Các bạn thấy cái cục sắt nó nặng ghê không? Cục sắt vậy mà hôm bữa mà gió mà nó thổi cái cục này bay đi một cây số luôn. Là cái cục này nè. Đó là hôm bữa là gió là nó thổi kiểu gì mà nó bay đập vô trong cái nhà này, nát cái nhà này luôn, mà nó bay qua khỏi cái miếng đất kia luôn, bay một cây số luôn. Tại lúc đó mấy ông này bỏ cái chạm nước xuống rồi mà mấy ông chưa có bỏ nước vô, mà xui bữa là tự nhiên bữa là bị lốc xoáy á, chắc cũng gần 6-7 tháng trước rồi, cũng bị mất cái chạm nước, làm Vương phải tốn hết khoảng cũng vài tháng á, 2-3 tháng vậy để làm lại chạm nước mới. Các bạn thấy cái máy phát điện nhỏ nhỏ đó không? Cái máy phát điện này nè là Vương phải trả tiền thêm cho cái máy phát điện này á, mỗi tháng là khoảng 11.000 đô á, để thuê cái máy phát điện đó, đó để chạy cho cái, để chạy cho cái chạm nước này. Đó, là những căn nhà này xây nè, mấy người thợ xây nè, họ phải có nước để họ mới xây dựng được. Cho nên là Vương phải bắt buộc, Vương phải mở cái này lên. Còn điện đó là họ đang đấu vô. Điện này đây là họ đang đấu vô, đấu điện vô. Bây giờ họ chưa, khoảng chừng cuối tháng này, bây giờ là tháng giữa tháng 10 rồi. Khoảng cuối tháng 10 là bắt đầu họ sẽ đấu điện vô để mà chạy, là Vương khỏi phải trả tiền cái máy phát điện lên nữa. Được cái là hồi xưa là mỗi lô đất là tính là chỉ bán chỉ có 47.500 đô thôi, nhưng mà cái giá đất nó lên, cái Vương bán được 60.000 đô cho mỗi lô đất, rồi tiền chính phủ họ trả về được khoảng 40.000 đô nữa, là coi như là khi mà nhà này mà mọc lên xong rồi đó, là Vương sẽ mỗi căn nhà này mọc lên là cứ mỗi căn Vương thu thêm khoảng 40.000 đô nữa, là tiền thuế mất của chính phủ họ thu trong 20 năm, họ cho mình lại tiền thuế trong vòng 20 năm. Đây các bạn, đây là những căn nhà mọc lên nè, đó. Thấy lẹ thiệt chứ, Vương có cái nhà y chang nhà này luôn nè. Cái nhà đầu tiên Vương mua là cái nhà chắc bự hơn cái nhà này chút xíu. À, nhà mình nhà gạch, nhưng mà cái nhà đầu tiên Vương mua là cũng giống cái kiểu giống vậy luôn nè, là cái cửa vô rồi bên này phòng khách, bên này ra nhà 2 tầng. Thường thì người Mỹ họ thích ở nhà 1 tầng hơn các bạn, khỏi đi lên đi xuống, nhưng mà nhà 2 tầng thì cũng tiện lắm. Đó, đây là nhà 2, đây là nhà 2 tầng. Trong khu này bây giờ là họ bán khoảng được 4-5 căn rồi, là tính từ cái ngày bắt đầu xây tới bây giờ là họ bán được, hình như hôm bữa là Vương gặp bên Lina họ nói họ bán được 5 căn nhà. Tháng 12 này là có người vô ở luôn rồi. Mấy anh thầu xây dựng này là phải anh nào cũng phải đem máy phát điện theo hết để chạy chạy để làm, chạy máy móc được của máy ảnh nè. Bữa nay mùa này mát, các bạn thấy không, Vương biến một cái khu đất từ mà bò chạy long nhông xin được giấy phép để lên quận hạt, giống như là mục đích cũng là chuyển mục đích sử dụng đất á, rồi xong rồi xây dựng nên xin giấy phép để mà phát triển cơ sở hạ tầng. Đây là đường Fastboy nè, còn kế bên đường Fastboy là đường Kingston. Kingston Way, Kingston là tên con trai của mình. Đây được 8 tuổi rồi. Lấy tên người khác đặt tên đường thì dễ đó nha, chứ còn lấy tên mình đặt tên đường thấy nó kỳ kỳ. Cái khu này là dạng như nó nằm cũng dạng như là một trung tâm mới của thành phố Houston á, là tại vì những cái thành phố khác, những cái nơi, những cái trung tâm Houston người ta xây nhà chặt hết trơn rồi. Cho nên bây giờ là nhà bắt đầu họ move ra xa chút xíu. Từ đây mà vô trong Katy là khoảng 20 phút. Vô trong Houston cũng khoảng 20 phút. Là nó cũng là dạng, nó cũng không rồi, ra ngoài highway cũng khoảng chừng 10 phút thôi. Là ra tới ngoài highway rồi.
Trường học thì khu này là được cái là trường học ở đây rất là tốt. Trường học là Waller ISD là một cái khu trường học cũng rất là tốt luôn. Này, để thử mình vô bên cái nhà này họ không có làm, vô không có dướng bận. Nhà này là bước vô là ra nè. Và đây là cổng chính. Đó, bước vô đây là cái nhà này thường thường nó có khoảng 3 hoặc 4 phòng. Để mình coi nhà này mấy phòng. 1 phòng, 2 phòng. Đây là một phòng của nó nè. Phòng này là dạng phòng nhỏ. Tiền xây cái nhà này khoảng chừng 100 ngàn đổ lại thôi, 100 ngàn. Đó là tiền vật liệu đồ với tiền công đồ này nọ đó. Là nguyên cái nhà này. Vương cũng đang xây một căn nhà để mình test thử coi là mai mốt coi là nó sẽ như thế nào. Đây là ra bước vô nè. Đây là toilet, phòng tắm toilet. Đây, phòng tắm toilet ở trong đây. Đó, nhà này là thuộc dạng nhà nhỏ. Nhà này nếu như mà mình xây á, vốn mình xây á, thì khoảng tiền đất á, khoảng 60. Tiền xây á, thì khoảng chừng cho 100 ngàn đi. Thì tổng hết căn nhà này vốn là khoảng 160. Rồi bán thì bán được khoảng 230 trở lên. 230 là căn thấp nhất đó nha. 230 ngàn. Rồi nếu như mà căn này mà mình cho thuê á, thì mình sẽ cho thuê được tầm giá khoảng 2.000 đô một tháng khu này. Tại Vương cũng có mấy căn nhà khu này Vương cho thuê rồi. Đó là một căn nhà như thế này nè. Và thuê là cái bằng mà người ta dành nhau, người ta thuê luôn đó bạn. Đó, hiện tại là nguyên cái section 1 này á, là Vương bán lô đất cho những công ty uy tín họ xây nhà. Tại những công ty uy tín á, như Lina rồi nọ, khi mà họ xây ra đó thì là họ có uy tín, với lại là họ có kiểu như là họ có cái hệ thống marketing, với lại họ bán nhà rất là nhanh. Cho nên là Vương để cho họ làm cho nó tốt. Rồi xong đó rồi nó lên cái khu của mình. Đây, đi vào đây quay cái radar nè. Đó, đây là cái đường để lên lên attic, lên cái trần nhà đó. Là đây là cái đường lên móc cái gắn cầu thang nè, kéo hạ xuống được. Lên đây thường thường lên đây mình sửa điện, sửa này sửa kia hay câu điện nào này kia. Rồi có ngoài đây là radar. Thường là bây giờ máy nước nóng là bây giờ bỏ ngoài radar luôn. Là bỏ máy nước nóng nước lạnh ở đây các bạn thấy không? Nè. Ngốc sẽ bỏ cái máy nước nóng ở đây nè. Đó là để cấp máy nước nóng cho nguyên nhà xài từ đây. Nước là bây giờ với lại ống ga nữa các bạn thấy không? Đây là cái ống ga nè. Ống nước. Ống nước thì có ống nước nóng với lại ống nước lạnh. Đó. Vương đãi section 1 này là Vương đãi cho họ xây trước. Section 2 chắc có thể là Vương sẽ tùy theo tình hình. Nếu như mà có anh chị nào muốn hợp tác với Vương, tại Vương đã có sẵn lô đất rồi, tại Vương làm là Vương cũng làm theo từng bước một thôi. Thứ nhất là hồi trước là Vương rất là muốn là một mình nào ra mình xây dựng nguyên một cái khu vậy luôn. Nhưng mà thật ra để mà xây dựng nguyên cả một cái khu giống vậy mà làm từ ở dưới đất mà làm lên á, thì nó thứ nhất là nó Vương chưa có nhiều kinh nghiệm. Với lại Vương chỉ nghĩ là Vương học để làm cơ sở hạ tầng trước thôi, là làm về cái phần mà lô đất trước ra đi, còn cái nhà thì mai mốt mình sẽ tính sau. Nên là Vương mới quyết định là bán những cái lô đất cho những cái người builder, những công ty builder lớn như Lina là họ mua liền luôn á, ký hợp đồng họ mua lô đất. Nhưng mà còn sau này là Vương cũng muốn là ở Houston nó đang có một hình thức kinh doanh nha, là họ làm nguyên khu giống vậy luôn, nhưng mà nguyên cả một khu đất luôn là của họ hết luôn. Họ xây nhà lên, nhà cũng vừa vừa thôi chứ không cần phải sang trọng lắm. Nhà cũng dạng như siding nhà giống vậy nè, là xây một căn là chưa tới. Hồi xưa nha, một căn nhà như vậy xây khoảng chừng 50-60 nghìn đô thôi. Còn bây giờ là giá vật liệu lên cho nên lâu quá Vương không biết cỡ nhiêu, nhưng mà Vương nghĩ là nó tầm khoảng 100 ngàn, hơn chút xíu, hoặc là dưới 100 ngàn chút xíu, tùy theo. Tại vì những cái người mà builder lớn giống vậy họ sẽ có cái hợp đồng, họ mua lại được cái vật liệu giá rẻ, nên là nó tùy theo vật liệu nó, với lại họ thuê người á, họ thuê những người thầu họ cũng quen biết nhiều, họ làm giá nó sẽ rẻ hơn mình. Còn Vương mới ra thì là Vương làm trước để mình coi được cái giấy phép làm như thế nào. Mai mốt là Vương sẽ làm những cái video Vương chia sẻ với lại mọi người, làm cách nào mà xây dựng được, xin giấy phép như thế nào, rồi xây dựng như thế nào để mà làm được từ một cái khu mua đất, như chọn đất như thế nào, xây dựng để xây dựng từ một cái khu coi như là bò đi luôn á, mà xây dựng được thành nguyên một cái khu, nguyên cái khu nhà luôn, là Vương sẽ làm. Tại giờ mình làm mình mới có kinh nghiệm, mà mình nhà mọc lên rồi, nhà bán được rồi thì mình mới chia sẻ được. Còn như lúc trước Vương đang làm, thật sự là Vương cũng hơi run lắm, tại vì không biết mình làm có được hay không. Bây giờ đến lúc này chắc là được rồi đó. Sau này là Vương sẽ qua bên nước như Việt Nam, Trung Quốc đời này nọ, Vương tìm mua những cái vật liệu về để mà mốt là mình xây nhà luôn các bạn. Tại mình giờ mình có sẵn lô đất rồi mà, có lô đất thì khó, chứ còn nhà chắc Vương nghĩ xây chắc dễ hơn ha. Nhà này xây xong á là mỗi một căn là mình cho mướn là ít nhất là được 2.000 đô một tháng.
là ít nhất luôn á. À, bây giờ cũng có rất là nhiều người họ làm cái kiểu họ kinh doanh theo cái kiểu như là họ mua nguyên cả một khu đất rồi xong họ xây lên dựng mấy trăm căn nhà, xong mấy trăm căn nhà đó họ cho thuê hết luôn, rồi là công ty họ niêm yết trên sàn chứng khoán luôn nha, nó gọi là REIT hay là sao á, họ làm rất là bài bản luôn. Cái phần mà khó nhất để làm trong cái cơ sở, làm cơ sở hạ tầng như thế này là cái phần khó nhất là cái phần xử lý nước, nước mưa chảy về đâu rồi như thế nào là một cái kêu bằng là một cái vấn đề cũng đối với kỹ sư họ phải giải những cái bài toán đó. Đó mà Vương phải trả tiền cho kỹ sư, phải trả tới tiền triệu luôn á chứ không ít đâu, trả cho những người kỹ sư họ giám sát rồi họ tính toán đâu này nọ. Đây là những cái thùng thơ nè, hồi xưa Vương cũng ở khu nhà giống vậy nè, nhà Vương có cái thùng thơ, mỗi chiều ra mở thư, mỗi người có cái chìa khóa mở thùng thư đây để lấy. Còn mà có cái package đó là họ sẽ cho một cái chìa khóa trong thùng thư, mình sẽ mở, mình lấy cái thùng thư lớn, nếu như có cái thùng thư lớn nó sẽ nằm ở đây đó. Rồi giờ họ dựng nhà thấy mê quá ha, xây còn là xây nhanh quá trời nhanh luôn đó. Đây là giờ họ đang đổ sàn 1, 2, 3, 4, 5 căn vậy á. Này là họ đổ làm cái sàn này xong nữa bạn, là khó nhất là làm cái móng thôi nha. Ta làm trước khi làm cái móng là đất nó phải đều, phải làm cái móng ra, làm cái móng nó mất nhiều thời gian. Chứ còn mà dựng lên cái frame á là nhanh lắm, cái frame như thế này là dựng trong vòng chừng chưa tới tuần lễ là xong cái frame rồi đó. Đó là đội ngũ mấy anh em ở trong đó là đội ngũ cơ bằng làm về frame chuyên nghiệp luôn. Dựng một cái frame lên, dựng nhà dựng lần mấy căn nữa đó, họ dựng frame lên nè. Đây là frame nhà dựng lên bằng gỗ, thấy không? Ở Mỹ là xây toàn bằng gỗ thôi, xong gỗ rồi xong dựng frame mà cái họ đóng sheet rock, đóng siding với là sheet rock ở tới sạch đó là được, cái là xây nhà giá thì đó là rất là rẻ luôn. Lý do xây nhà rẻ là tại vì là có cái gần biên giới Mỹ cho nên là có mấy anh em người Mỹ á qua làm. Gỗ một căn nhà giống vậy là tiền gỗ không á, là Vương mua cho một căn nhà lớn hơn á là tiền gỗ khoảng 20-25 ngàn đô. Còn là gỗ là bao gồm tất cả các loại gỗ luôn nè, gỗ này là gỗ beam chính của nhà nè, rồi xong rồi gỗ 2x4 là gỗ này, một cây này hồi xưa có hai, không này gỗ lớn hơn, này 2x6. Rồi hồi trước Covid đó là những cái gỗ này rất là rẻ tiền, cái đợt Covid đó là một cây gỗ hồi xưa giá 2 đồng nha, sau Covid đã lên 9 đồng 9-10 đồng, có khi lên 12 đồng luôn. Đây là cây này nè, cây này là cây 2x4 nè, cây này là nhà xài nhiều nhất nè. Cái cây này là hồi xưa là cái đợt mà trước Covid là mua một cây như thế này chỉ có khoảng 2 đồng cây thôi, là gỗ này rẻ nhất. Nhưng mà sau đó là sau Covid là nó lên thành có khi cao nhất là 12 đồng một cây. Giờ Vương không có làm xây nhà nên Vương không biết là bao nhiêu, lâu lắm rồi, là chắc cũng rẻ hơn rồi. Đó cái đợt Covid là bà con ở nhà xây nhà quá trời luôn cho nên là gỗ nó lên giá, thiếu gỗ quá trời luôn. Những cây gỗ này như vậy nè các bạn là họ cắt sẵn hết luôn rồi đó. Là cái nào vô đâu là nó không có thừa thẹo gì hết trơn á, là đầy đủ gỗ hết luôn để mà lắp vô một căn nhà như Lego lắp lên thôi, rồi họ chỉ bắn ốc vô thôi. Làm rất là mấy anh em này coi như là làm rất là hiệu quả luôn, nghĩa là sau này mà Vương mà có xây nhà là chắc Vương cũng thuê lại mấy anh em này để đi xây đó. Hiện tại là Vương chỉ cung cấp lô đất thôi, Vương chưa có làm xây nhà, nhưng mà chắc trong tương lai là chắc là Vương sẽ nhắm đến xây nhà đó. Tại vì cái lượng mỗi một cái nhà xây như thế này là mình có thể chứng minh được là chắc khoảng chừng 3 căn nhà thôi là mình có thể dùng nó để dùng cái số tiền mà xây nó luôn, để mình chứng minh được, để mà lãnh được một người từ Việt Nam qua luôn á, theo cái diện là đầu tư vô nước Mỹ, cái diện EB-5 á. Hôm bữa là xây là dựng section 1, là Vương có rất là nhiều anh chị, cũng cảm ơn rất là nhiều anh chị đăng ký vô cái chương trình EB-5 của bên Vương. Là hiện tại đến thời điểm này nha, là có một số bạn là có giấy tờ là đi lăn tay đồ hết luôn rồi, là có cái working permit với lại có cái travel permit đó. Là tại vì các bạn mà du học sinh á thì là khi mà làm giấy tờ EB-5 mà các bạn nó có sẵn hồ sơ F1 rồi là làm rất là nhanh luôn, nó không có giống như hồi trước là phải chờ 3 năm. Hiện tại là cái EB-5 là những cái dự án này nè, cái dự án của Vương làm nó thuộc cái vùng, có nghĩa là thuộc cái vùng T, vùng cái vùng cơ bằng cái vùng đặc biệt mà của chính phủ cho phép để xét duyệt hồ sơ được nhanh hơn đó. Cho nên là cái mấy cái bạn mà làm hồ sơ bên này là mặc dù Vương mới làm, hình như là chỉ có khoảng chừng, tính là từ lúc mà Vương kêu tới giờ là khoảng chừng hình như là 5-6 tháng gì á, là có một số bạn là có giấy tờ, sắp có giấy tờ luôn rồi để đi làm một cái dự án, mà từ cái ngày mà thấy bò đầu đi long nhong mà để xây được cái dự án mà tới chừng này là nó cũng trải qua nhiều thứ lắm các bạn.
có nhiều người là đâu có tin là Vương đứng ra chủ trì mà làm được nguyên cái dự án lớn vậy đâu, nên có nhiều người cũng như là không tin luôn. Nhưng mà thật ra là ai không tin thì thôi, Vương cho địa chỉ để đến tận đây coi luôn đó. Thôi Vương sẽ để địa chỉ, địa chỉ là ở đường Cochrane hay là đường Sài Gòn cũng được đó, gõ đường Sài Gòn vô là nguyên cái thành phố Houston nó chắc là có một cái đường Sài Gòn duy nhất là tên Sài Gòn thiệt tình luôn á nha, chứ không phải là tên đường chính ở trên rồi tên đường phụ ở dưới. Có một số nơi như ở Chinatown á, họ cho đặt tên đường phụ, như là tên đường chính là đường gì đó, đường Bà Lè, xong rồi đường phụ là cái tên đường phụ ở dưới, nhưng mà cái tên đường phụ lên Google Maps mở đâu lên đâu. Còn các bạn search tên đường Sài Gòn là cái chỗ này là lên á, các bạn lên Google Maps đây để Vương mở lên luôn. Bạn nào mà nói mà tôi làm dự án không có thiệt, dự án ma, thì lên Google Maps check coi giùm ha, tại hôm bữa nó chưa có lên, giờ là lên rồi nè. Đây là đường nè, xe Vương đậu đây, đây là đường Sài Gòn nè, thấy không? Đã đường Sài Gòn Street nè nha, đường Cochrane nè, đường Sài Gòn nè. Dự án là Trail at Cochrane nha, đây là dự án nè, Trail at Cochrane nè. Các bạn nào vô cho ủng hộ cho Vương mấy cái review nha. Đây các bạn search tên này nè, Trail at Cochrane nè là tên cái dự án. Địa chỉ nè, 14294 Cochrane Road, Texas 77484 gì á. Vương sẽ để cái địa chỉ dưới đây đó, các bạn cứ chạy tới chỗ này các bạn coi tận mắt luôn đi. Còn bạn nào mà còn thắc mắc cái người chủ sở hữu á, thì ở bên Mỹ là cái gì nó cũng rất là minh bạch luôn. Để Vương coi coi nè, các bạn mà search cái người chủ là mỗi một thửa đất ở đây á, là nó đều có thửa đất hết, và nó đều có ghi cái tên người sở hữu hết luôn. Là các bạn thấy không, là ở đây á, là mỗi một thửa đất á nha, là các bạn ở đây là cái web của chính phủ nè, họ lấy thông tin của chính phủ nè, là từng cái thửa đất nè, là đất là tên gì nè. Cái thửa đất này là Vương mua là tên là Fastboy Cochrane, và Vương tên công ty Fastboy là cái tên của Vương đặt mười mấy năm về trước rồi. Còn từng cái nhà như thế này nè, đó từng cái nhà như thế này là họ mua của mình nè, đó là từng cái nhà như thế này nè, là nó có cái nào mà còn cái thửa đất mà còn Fastboy Cochrane á, như cái thửa đất này nè, đó là cái thửa này là Fastboy Cochrane LLC, là cái tên của mình chưa có chuyển qua cho Lina. Còn cái nào mà của Lina nè, là các bạn để kế bên nè, là cái này là họ mua cái lô đất của mình rồi. Có nghĩa là họ mua theo giai đoạn. Cái này đường Sài Gòn nè, đó đường Sài Gòn là đường đây, Sài Gòn Street. Còn ở bên này hôm bữa Vương mua được thêm một lô nữa, khoảng 15 acre nữa, Fastboy Investment. Vương thì được cái là Vương mơ ước cũng lớn lắm, cho nên là mơ ước cái gì thì mình cũng ráng mình làm. Mà thật ra làm để mà làm được nguyên cả một cái dự án như thế này là nó là một cái sự phối hợp với nỗ lực của rất là nhiều người, chứ không phải của một mình Vương. Đó, Vương chỉ là cái người đứng mũi chịu sào thôi, cái người mà kêu bằng là hồi trước mà làm á, mà lỡ dự án này mà nó thua á nha, là Vương phải là người kêu bằng là phải là người chung á, là phải là người móc tiền ra để đền lại hết cho những cái nhà đầu tư. Cho dù dự án có thất bại đi nữa là Vương cũng sẽ là người móc tiền ra để mà trả lại cho mấy anh chị, là Vương đảm bảo vậy từ lúc đầu luôn. Tại vì Vương cũng có cái nguồn income khác là đến từ bán phần mềm cho tiệm nail, phần mềm POS này nọ cho tiệm nail đó. Cho nên là mấy anh chị hồi xưa là mấy anh chị, có một số anh chị chủ tiệm nail á, cũng là khách hàng của Vương, là cũng hùng với Vương để làm này luôn. Sẵn đây là Vương cũng xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha, nhờ các anh chị cùng đồng hành với Vương á mà bây giờ mới làm ra được một cái khu nhà như thế này. Những cái khu nhà như thế này cũng rất là tự hào và đặt được tên đường tiếng Việt. Đã, còn đây là bây giờ bắt đầu mình làm á anh chị, là bắt đầu là mình làm qua section 2 rồi. Không có cái sự mà cùng chung tay của các anh chị là Vương không có làm được tới đây đâu. Là Vương là cái người coi như là đứng ra để mà kêu gọi rồi tổ chức rồi kêu người này kêu người kia lại phụ. Đó, còn làm là cái chỗ này làm là rất là nhiều người, các bạn thấy bao nhiêu bàn tay góp lại để tạo ra một cái dự án, chứ đâu phải là một mình Vương là người có thể là một mình Vương mà đứng ra mà làm nổi hết đâu. Mất rất là nhiều thời gian luôn. Cái dự án đầu tiên này xin giấy phép không là gần 2 năm á, là tại vì lúc đó là Vương chưa có, nói chung chưa có biết điều. Sau này biết điều xin giấy phép nhanh hơn. Là nói chung là cũng có những cái buổi hearing á, là Vương phải ra tận nơi để mà Vương hearing luôn, rồi xong rồi Vương xin luôn á. Như là mỗi một cái quận hạt nó có 4 người quản lý, 4 người gọi là 4 ông commissioner quản lý. Xong 4 ông commissioner có một ông chết nữa, hội đồng nhân dân á. Mỗi lần mà làm một cái dự án như này muốn chuyển mục đích sử dụng đất á, là phải ra hội đồng nhân dân mấy lần vậy đó. Bao nhiêu cái cuộc meeting họp hội đồng nhân dân trình bày dự án tôi xây như thế nào, rồi làm như thế nào, rồi xong rồi những người dân ở đây nè, mình họ mời họ ra hết luôn để nói chuyện với họ luôn.
rồi là tôi có cái dự án làm vậy sẽ thúc đẩy kinh tế rồi đây, đất đai rồi đây nó đi lên, rồi xong rồi làm cái gì là cái nhân dân, cái hội đồng nhân dân trong cái khu vực đó họ phải cho mình làm, mình mới làm được. Cái lúc đầu là Vương chưa có biết chuyện nên là Vương chưa có ra, nên là giấy tờ nó kéo 2 năm luôn chưa xong. Cái tới chừng Vương ra một cái cuộc họp đó, Vương ra rồi vài cuộc họp về sau nữa thì nó dễ dàng hơn mọi thứ các bạn. Khi mà người ta thấy cái mặt của mình rồi, người ta biết mình là ai rồi thì nó cũng dễ hơn. Đó, phải vote là 40 người hội đồng nhân dân á, là họ đại diện cái ông commissioner trong cái khu vực của mình á, là ông là cái người lớn nhất. Thì ông sẽ đề xuất lên cái dự án của mình, lên nói là ở trong cái khu vực này là giờ tôi có dự án của công ty Fastboy nè. Rồi xong rồi cái ba người là ông chịu phải không? Thì ông sẽ kêu gọi ba ông commissioner khác, mặc dù là quản lý 4 cái khu khác. Nhưng mà mấy ông đó cũng phải đồng ý luôn mới được. Rồi xong mà còn ông thẩm phán nữa, là coi như ông thẩm phán cũng là tính là một vote luôn, là tổng cộng là 5 ông, là phải thắng đại đa số, là phải ít nhất là 3 ông đồng ý, là bao gồm cái ông mà quản lý của cái khu vực của mình với lại hai ông bạn kia nữa phải đồng ý, là phải có ít nhất là 3 vote. Mà thường thường mà một là các bạn sẽ có không có vote nào, hoặc là có đủ 5 vote luôn, là đủ được 5 phiếu bầu luôn, chứ ít khi nào mà giống như là 3 người chịu mà 2 người kia không chịu lắm. Đó thì thường thường mà cái người mà trong khu vực này mà họ mà đồng ý rồi thì mấy người kia họ cũng đồng ý thôi. Thì là một là Vương là thường thường hồi xưa dướng là do là mình chưa có trình bày hết á, mình chưa có đến đây họ cũng chưa biết mình là ai. Còn bây giờ là họ biết Vương là ai rồi, thì Vương ở đây là Vương cũng còn có quỹ đất cũng khá khá luôn. Ở đây là Vương còn quỹ đất khoảng đúc mà đất còn rẻ, là Vương mua lại khoảng cái này là 141 acre, bên kia Vương có 550 acre nữa, là 550 mẫu Mỹ á nha, nếu mà tính ra mẫu Việt Nam thì chia đôi thì khoảng chừng 200 mấy mẫu. Thì Vương nói là cái này là dự án nhỏ Vương làm trước ở đây để coi thử nó sẽ như thế nào. Nếu như mà mọi thứ mà thành công mà ok hết thì Vương sẽ làm thêm một cái dự án lớn nữa. Còn bây giờ nội đất này thôi lấy ra bán lại là cũng lời rồi đó. Đất này là bây giờ là đang là khoảng 50.000 đô một mẫu nè. Đây nhà 2 tầng nè. Để vô coi thử á. Nhà này xây đẹp nè. Nhà này làm có tâm, làm thêm được cái đá xung quanh nữa. Bạn thấy cái phần này là cái phần chẳng qua nó chỉ là trang trí thôi, chứ nó không có bổ béo gì cho cái nhà đâu. Nhưng mà hả mà thêm cái này là coi như thêm tiền á. Bởi vì một cái nhà mà cái này là cái siding nè. Cái vật liệu này thì rất là rẻ, nó tốt lắm nha, nó chịu được cũng khoảng một cái như vậy là chịu được khoảng 20-30 năm á, có nhà mấy chục năm luôn vẫn còn cái này luôn, còn cũ khi nào cái này nó cũ lắm rồi mới thay. Cái này là nó gọi là siding, nó chịu mưa chịu gió rất là giỏi luôn, nhìn nó về vậy nhìn nó sòn sòn thôi mà nó chịu rất là tốt. Xong mà dưới đây là thường thường nhà thì nhà mắc tiền thì họ xây gạch, còn nhà nào mà rẻ rẻ mình muốn xây rẻ rẻ thì mình sẽ làm siding như thế này cho nó rẻ. Trời đã không, nhà này có là ra có bếp, ở dưới này có bếp ngắn thôi, ở phía sau còn có được cái sân nhỏ đấy nè, này chắc họ mới đổ còn ử nhẹp luôn. Đây là họ mới đổ cái miếng nhỏ đây nè, đây lên coi thử coi. Nhà này các bạn thấy không, xây toàn là gỗ, Mỹ nó xây nhà đơn giản hơn Việt Nam mình nhiều lắm. Việt Nam mình thấy xây cái nhà là phức tạp hơn đó, chứ còn Mỹ xây nhà đơn giản. Đây chắc cũng nhà này 4 phòng á, phòng ngủ trên nhỏ dễ thương nè. Một căn nhà này chắc tôi nghĩ chắc nhà này chắc khoảng 250.000 á. Anh chị nào mà muốn mua nhà đầu tư hay là muốn mua nhà để ở trong khu này liên hệ với Vương, Vương sẽ giới thiệu qua thẳng cho công ty bán giá đặc biệt luôn. Vương có đường dây, Vương sẽ gom lại mua cho anh chị giá nhà chắc sẽ rẻ hơn ở ngoài chút xíu. Xung quanh đây nè có hàng xóm nè, đông lắm nè. Nè thấy không, xung quanh đây là nhà cơ bản là nhà của đại gia không á, sát mình và của mình luôn rồi không đó. Nhà này, mấy cái nhà này bây giờ là họ cũng có người họ cũng muốn bán đất cho Vương á, có mấy người có mấy lô đất ở dưới nè, để mốt để Vương làm xong cái này rồi xong rồi Vương coi Vương mua đất lại luôn. Anh chị nào mà nhà sản xuất mấy cái cửa sổ giống vậy nè, hay là sản xuất đồ gỗ đồ này nọ đó mà có thể cung cấp được cho Vương thì thôi giờ anh em mình bắt đầu liên hệ với nhau đi, để qua chắc có thể qua năm sau là chắc là Vương bắt đầu Vương xây nhà luôn cũng không chừng. Này là cái đường lên attic nè, kéo này xuống nè, mỗi cái nhà nó có cái attic ở trên nè. Ồ nhà này xây nhà này sạch firm luôn, xịn luôn, cách nhiệt tốt, cách nhiệt bằng cái phun. Bây giờ ở Texas là nhà giờ nó cũng đỡ hơn, nó cũng đỡ hot hơn hồi Covid rồi, nhưng mà cũng còn thiếu nhà lắm. Tại bây giờ mà xây nhà xong á là nhiều người cũng dọn vô đây, rất là nhiều người từ khắp các tiểu bang á, người ta cũng dọn về Texas rất là nhiều.
Cho nên là cũng ở nhà đây, chung là khu này bán nhà cũng còn được, cách đây không xa nha, cách đây chừng cỡ 5 phút thôi á, khoảng 2-3 cây số là có một cái khu nhà họ xây sang lắm. Họ xây nhà đó là bán khoảng từ 500 mấy, 600 mấy đến 1 triệu đô luôn, một căn luôn. Khu này là Vương xây kiểu như bình dân hơn. Đó, Vương xây nhà ở đây là Vương mới đầu xây thì là dự tính khu này là xây nhà bình dân bán cho lẻ. Trước lúc mà mình làm thì mình cũng bàn bạc với lại công ty mà xây nhà nè, là hỏi họ coi là bây giờ họ muốn làm lô đất bự bao nhiêu. Trong vòng 3 tháng á, cái họ trả lời là họ nghiên cứu, cái họ nói là cái study gì á, họ bên Mỹ hay lắm, có những cái số liệu. Họ biết được là vòng đây là dân số là thu nhập của họ bao nhiêu. Xong rồi cái là họ sẽ tính toán là xây cái nhà bao nhiêu ra sẽ bán được. Nói chung là những chuyên gia, những nhà kinh tế học á, nói cho ngầu, đúng là kinh tế học luôn á. Thì cái lô đất này vẫn làm, mỗi lô đất là khoảng 600 mét vuông thôi, 6.000 square feet thì khoảng 600 mét vuông mỗi lô đất á. Vương á là Vương bán, là Vương bán hết lô đất cho họ, ký hợp đồng mà ký hết rồi. Nhưng mà họ lấy là họ lấy theo từng giai đoạn, cứ 3 tháng họ lấy một lần, chứ không phải là họ cũng muốn giữ cái đồng vốn để họ xây, chứ họ không có trả cho Vương hết một lượt. Họ giữ cái đồng vốn lại, cho nên là mỗi một 3 tháng là Vương đưa cho họ khoảng 30 lô đất đó, rồi họ lấy tới đâu họ xây tới đó. 3 tháng là họ đóng lô đất một lần để nó có hợp đồng hết. Cái chỗ mà nó vòng như vậy nè, nó gọi là cul-de-sac. Vương cũng xin để mà làm cho nó nhỏ lại chút xíu để mà đỡ tốn tiền hơn. Đúng rồi, cái này nha, là cái tiêu chuẩn mới của nó là nó to lắm nha, nó bự hơn. Nhưng mà Vương nói là thôi, cái khu này là xây nhà giống như cho người thu nhập vừa phải á, cho nên là xin một số cơ chế đặc biệt chút xíu để mình tiết kiệm được tiền xây hơn. Tiết kiệm chắc cũng được cả triệu á, vài triệu á đó. Là cho nên là tổng cái này là Vương cũng tiết kiệm được mớ. Tổng hết nguyên cái dự án này mà tính ra tiền mà cơ sở hạ tầng không thì khoảng 30 triệu. 30 triệu đô là khoảng bao nhiêu tiền mình ta? Khoảng 10 triệu thì khoảng 250 tỷ, 30 triệu thì khoảng 750, chắc cỡ đâu đó 750, 800 tỷ gì đó. Là một cái dự án. Trời, tính là mình làm một cái dự án, mình là một con cá nhỏ. Còn mấy ông kia, ông làm một năm, mấy bạn biết mấy ông Mỹ mà mấy ông chuyên nghiệp á, là họ làm một năm là mấy chục mấy cho mười mấy đến cả chục cái dự án giống vậy luôn, là kinh khủng luôn. Mình là coi như là Vương là mới vừa vào nghề nên dò được mà đâu có dám làm dữ dội đâu. Thật ra thì là bây giờ là cái dự án này nè, đến cái section 1 này á, là Vương cũng là có đủ các anh chị để làm cái hồ sơ EB5 rồi. Mà chuẩn bị sắp tới đây á, là Vương sẽ làm section 2, với lại Vương sẽ mở rộng thêm một số nữa, là Vương sẽ có thêm được vài sức EB5 nữa. Mà cái EB5 của bên Vương á, mà làm á, là nó sẽ nhanh hơn những cái chỗ khác một chút xíu. Tại dự án này dự án trực tiếp của Vương làm luôn. Và cái nhóm luật sư mà Vương thuê á, là cái nhóm luật sư họ cũng khá là giỏi về EB5, họ làm giấy tờ rất là chắc. Mà một cái điều của Vương á, là Vương là giống như kiểu là, thứ nhất á, là không phải là, thật ra cái lúc mà làm EB5 á, là có rất là nhiều anh chị đưa tiền vô để làm, nhưng mà không phải là anh chị có tiền, như là đầu tư vô đây 800.000. Rồi đúng là cái EB5 nha, là đầu tư vô 800.000 đô, xong rồi khoảng 92.000 đô cho tiền luật sư nữa, với lại tiền trả cho sở di trú, là tổng cộng là khoảng gần 900.000 đô đi. Còn cái tiền mà 800.000 á, là Vương sẽ trả lại cho anh chị sau khi mà anh chị có cái I-526, là cái giấy tờ mà để được vô nước Mỹ á, thì cách đó khoảng 4 đến 5 năm thì nó tính từ ngày anh chị bỏ tiền. Thì mà Vương á, là cái nhóm luật sư của Vương rất là kỹ luôn, không phải là ai đưa tiền là Vương cũng nhận và cũng làm đâu. Cái lúc đầu á, là rất là nhiều anh chị có tiền, giống như Vương coi hồ sơ cũng khoảng 3 người á, thì chỉ lấy được khoảng 1 người thôi, là tại vì là anh chị có đủ điều kiện để làm được cái EB5, là cái nguồn tiền mình phải chứng minh được cho chính phủ Mỹ là cái nguồn tiền mình là nguồn tiền sạch đó. Là cái chuyện chứng minh dùng nguồn tiền nó rất là quan trọng, là Vương sẽ làm cái chuyện đó, cái nhóm luật sư của Vương sẽ làm cái chuyện đó cho chắc chắn, là phải là hồ sơ nó phải là thành công cái mức cao nhất rồi Vương mới nhận vô để làm. Chứ không phải là ai có, tôi có sẵn 800.000 đô nè, ở Việt Nam mình thì làm, nói chung là nhiều người có sẵn tiền lắm, nhưng mà cái chuyện mà quay lại để chứng minh được cái nguồn tiền nó có từ đâu á, là nó rất là khó để mà pass được cái hồ sơ EB5 á. Cho nên là cái nhóm luật sư của Vương là họ làm rất là kỹ trong cái chuyện mà chứng minh hồ sơ nguồn tiền đồ các kiểu. Là nhiều anh chị vô, nhưng mà Vương là có thể mấy chỗ khác á nha, là họ lấy tiền của mấy anh chị trước, rồi xong rồi họ coi là làm như thế nào được hay không được, cái đó là chuyện của mấy anh chị. Còn cái chỗ của Vương làm là Vương cho luật sư coi hồ sơ trước, coi hồ sơ nguồn tiền trước,
nó phải lia được cái chỗ hồ sơ nguồn tiền á, rồi xong rồi mới đi tiếp tới các bước khác đó. Cho nên là hồ sơ nào mà Vương thà Vương không nhận thì thôi, chứ còn hả mà Vương nhận á là cái tỷ lệ thành công nó phải là cao nhất có thể. Mấy anh chị đầu tiên làm thì là sướng quá rồi, tại vì là Vương đã bỏ tiền ra, Vương xây hết trơn rồi, rồi xong rồi Vương bỏ tên mấy anh chị vô thôi, là coi như đường xá hạ tầng đồ này nọ nè. Là thường thường những cái dự án khác á nha, là anh chị phải kiểu như là anh chị phải bỏ tiền, phải bỏ tiền vô và người ta mới đi. Lúc đó người ta chỉ có trên cái giấy thôi, người ta vẽ cái thôi, rồi xong rồi người ta mới lấy tiền đi người ta làm. Còn như của Vương là Vương xây sẵn luôn rồi. Anh chị nào muốn coi thì cứ qua Texas, book qua Texas rồi đến cái địa chỉ mà Vương để trên bản đồ, anh chị đến anh chị coi. Rồi còn muốn đến gặp Vương luôn thì cũng được luôn, đến cứ gặp Vương coi. Coi như người thật việc thật mà. Cho nên là anh chị cứ đến anh chị coi dự án. Là dự án này là Vương đã bỏ tiền ra, Vương đã làm, Vương với các anh chị khác là đã bỏ tiền ra, đã làm. Nói chung là nó thành dự án luôn rồi. Rồi lúc mà bỏ tên anh chị vô á, thì nó, cái chuyện mà chứng minh việc làm, anh chị thấy không? Một cái dự án như thế này ra là tạo rất là nhiều việc làm luôn. Cho nên là cứ 10 việc làm mình tạo qua được nước Mỹ á, nó sẽ đủ điều kiện để cho một cái người, một cái hồ sơ định cư từ Việt Nam qua Mỹ, một cái diện đầu tư. Rồi cái tiền mà khi mà Vương trả lại là Vương cũng trả luôn tiền lời nha. Là tiền lời mà Vương trả đó là những dự án mà như Vương thì thường thường sẽ trả khoảng 2% một năm cho mấy anh chị. Thì cái tiền mà sau khi 5 năm mà Vương hoàn vốn là cho anh chị, hoàn vốn 800 nghìn á, thì nó cũng có luôn cái tiền mà Vương hoàn lại coi như là để phụ anh chị trong cái khoản tiền giấy tờ cho luật sư với lại giấy tờ hồ sơ cho sở di trú. Nói chung là cái quy trình mà làm EB-5 thì Vương cũng rất là được may mắn là được nhiều anh chị ủng hộ. Thì sắp tới đây là Vương sẽ mở rộng các EB-5 ra để mà coi như cái phần này là coi như Vương đã đủ các anh chị rồi. Trong số mà Vương nhận của mấy anh chị là cái số lượng đăng ký là nó có rồi, nhưng mà còn một số anh chị là nó chưa có thỏa mãn được cái điều kiện đó. Cái thỏa mãn cái điều kiện mà chứng minh mà Vương rất là kỹ nha. Vương không có lấy tiền của mấy anh chị cho đến khi nào mà mọi thứ nó chắc chắn rồi Vương mới nhận tiền của chuyển qua đây. Chứ mọi thứ mà nó không chắc cho mấy anh chị như cái nguồn tiền mà nó chưa được rõ ràng là Vương không có nhận đâu, mặc dù anh chị có tiền. Những cái chỗ khác có thể nhận của anh chị luôn, nhưng mà chỗ của Vương là sẽ không nhận. Chỗ của Vương là muốn mọi thứ giấy tờ nó chắc chắn hết rồi mới nhận. Đó, còn là mà nếu như mà trong cái thời gian mà đang làm á, mà nếu như mà thất bại á, thất bại là thất bại cái chỗ giấy tờ thôi. Nếu như cái chỗ mà thất bại giấy tờ là Vương cũng phải hoàn tiền lại cho anh chị luôn. Chứ không phải là nói là thất bại giấy tờ mà Vương không trả tiền lại, cái đó cũng không đúng. Là một cái dự án khi mà làm á, là coi như Vương không biết các chỗ khác sao, nhưng mà trong chỗ của Vương mà làm á là có nghĩa hồ sơ anh chị mà bị trục trặc cái gì là coi như mà không có để được qua được cái diện EB-5 thì cái tiền mà 800 nghìn của Vương giữ của anh chị á, cái tiền đó là tiền của anh chị chứ không phải tiền của Vương, là Vương sẽ hoàn lại cho anh chị luôn. Cho nên là cái hồ sơ nào mà Vương nhận là Vương phải chắc chắn là nó phải đủ cái điều kiện để làm. Cái nhóm luật sư của Vương họ cũng, Vương cũng may mắn là Vương làm gì là Vương cũng kiếm những cái nhóm luật sư mà họ kêu bằng họ giỏi á. Đó, anh chị nào mà đến coi thì cứ đến coi thử đi. Còn nhà ở đây, nhà tách sạch thì chắc Vương nghĩ bây giờ nhà thì nó cũng không phải là cực kỳ hot như cái thời kỳ mà Covid là nhà cơ bằng là bán hot cực kỳ luôn. Còn nhà bây giờ là nó đầm lại rồi. Bây giờ có nghĩa là cũng nhiều người xây dựng, cũng nhiều cái công trình như Vương mọc lên lắm. Nhà bây giờ nó đỡ hot hơn. Nhưng mà do là nhiều người cũng đang dọn về Texas đó, rất là nhiều tiểu bang bây giờ họ đang dồn về Texas. Cho nên là những cái nhà mà Vương xây ra như thế này á, Vương không phải là người xây nha, Lina là những cái nhà xây như thế này Vương nghĩ là họ sẽ bán cũng rất là nhanh. Rồi sắp tới có thể là Vương sẽ kết hợp với họ luôn cũng không chừng. Để mà tại vì mỗi một cái nhà mà họ xây lên là họ đều phải bỏ tiền, mà họ đâu có làm EB-5 đâu. Cho nên Vương thấy cũng hơi uổng cái sức. Cho nên có thể là Vương sẽ kết hợp với lại những công ty như Lina đồ này nọ. Cái này là mình chưa xong cho nên Vương chưa muốn nói trước. Nhưng mà nếu như mà Vương kết hợp được với họ đó là coi như là mình đặt hàng cho họ xây á, là những cái nhà này nó sẽ đủ chứng minh, nó sẽ đủ điều kiện để mà chứng minh việc làm rất là nhiều. Là có nghĩa là sau này mà xây nhà xong, anh chị nào mà muốn hoàn tiền thì hoàn tiền, còn anh chị nào muốn lấy nhà để đầu tư luôn là Vương để có giá đặc biệt luôn. Tại Vương cũng đang thương thảo với lại mấy công ty này á, thì tại cũng chưa xong, Vương cũng muốn cho họ xây xong hết rồi để coi cái khu nhà nó bán như thế nào ở đây. Thì chắc khoảng tháng 11, tháng 12 là Vương sẽ có câu trả lời. Hiện tại là tháng 10 rồi, giữa tháng 10 rồi, tháng 10 năm 2024. Cái quỹ đất của Vương á, thì mấy anh chị thấy nó còn rất là nhiều nè, giống như từ đây nè nha, dài tới ở dưới anh chị thấy không, có sẵn hết rồi đó. Đã sẵn hết luôn rồi đó. Là những cái này, quỹ đất này là coi như là mình còn giữ nha. Rồi xong mà section 2 đồ này nọ nữa. Những cái này thì Lina họ đăng ký họ mua lại hết rồi. Nhưng mà cái section 2 rồi section 3 Vương đang xây kế bên. Rồi những cái dự án mà Vương sẽ làm trong khu vực Waller nữa. Tại giờ trong khu vực Waller này là coi như giờ về mặt chính quyền á, là Vương cũng khá là hiểu họ rồi.
hiểu được cái quy trình làm việc của họ rồi, cho nên là bây giờ mà Vương đi Vương làm thì nó cũng, Vương đã biết đường đi rồi. Có nghĩa là đi cái lần đầu tiên làm thì khó thôi, chứ mà những lần tiếp theo mà Vương làm nữa nó sẽ dễ dàng hơn, Vương đảm bảo nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Có nghĩa là Vương á là chỉ làm về EB-5 thôi nha, là cái diện đầu tư nước Mỹ thôi. Còn cái EB-3 đó thì có nhiều anh chị Vương thấy lâu lâu cũng có nhắn email cho Vương để hỏi Vương làm EB-3. Thật ra EB-3 là Vương chỉ làm cho nhân viên của Vương thôi. Mỗi năm thì công ty của Vương có khoảng 4-5 suất tùy năm. Thì Vương chỉ dùng để Vương lãnh nhân viên, Vương còn không đủ mà. Đó là Vương lãnh lại. Mà cái EB-3 bây giờ là do là nhiều người nộp hồ sơ lắm, cho nên là bây giờ này á, mà đi từ Mỹ á nha, là có nghĩa là các bạn là du học sinh ở Mỹ là vô làm cho Vương, rồi Vương làm hồ sơ EB-3, thì bây giờ này nó khó hơn hồi trước, nó lâu và nó khó hơn hồi trước. Hồi trước là chừng khoảng 1.5 năm là có nhiều người có giấy tờ luôn rồi, có thẻ xanh cho nguyên gia đình luôn rồi. Còn bây giờ nha, bây giờ là chờ, bây giờ cái top Vương làm 3 top rồi, thì cái top thứ 3 bây giờ là nó hơi bị chậm á, là tại vì hồ sơ nộp nhiều quá, cái sở di trú họ bị quá tải nên họ chờ xử lý sau, sở lao động mà sở di trú cũng quá tải nữa. Mà cái EB3 là Vương cũng nói là Vương làm mà làm từ Việt Nam á, anh chị nào mà làm EB3 mà từ Việt Nam nó còn khó hơn nữa. Vương thì Vương không có làm, Vương chỉ làm bảo lãnh nhân viên của Vương thôi, nhân viên của Vương thì Vương lãnh. Còn EB5 mới là Vương làm cho các anh chị nào mà có ví dụ như muốn mà định cư ở nước ngoài, thì cái chương trình EB5 hiện tại đây là cái chương trình mà nhanh nhất, là trong vòng chừng cỡ 3 năm thôi là mình đã 2 đến 3 năm, có thể là 3 năm là cao á, 3 năm là mình đã qua tới Mỹ rồi, nếu như mà mình chưa sẵn ở Mỹ. Còn nếu như mà mình đang ở sẵn Mỹ rồi, chẳng hạn như diện hồ sơ F1 hoặc là cái diện E1 gì đó, thì anh chị chỉ cần chuyển diện thôi, thì là coi như trong vòng chừng 3 đến 6 tháng là anh chị đã có giấy tờ rồi. Như một số anh chị làm dưới Vương là họ đã có giấy tờ luôn rồi, họ đi lăn tay luôn rồi, đến thẳng cái USCIS ở chỗ này nè, lăn tay ở chỗ Houston luôn, lăn tay nè, để mà làm giấy tờ đó. Thì tất cả những cái gì mà Vương làm ở đây là đều là người thật, việc thật hết, công trình thật hết, một cái công trình lớn như thế này mà đó, là Vương làm, mà Vương là chủ 100% nha. Là có nghĩa là cái này là mặc dù có những anh chị khác góp vốn vô, nhưng mà với Vương là Vương cũng anh chị góp vốn là cái dạng như là làm kiểu hợp đồng như là vay vậy đó. Vương vay của họ để làm thôi, và Vương có tài sản đảm bảo. Còn lại những cái này là coi như là Vương không có, không cái người, còn cái người partner á, để mà họ giúp Vương làm với engineer á, là họ cũng có một cái cổ phần ở trong này, nhưng mà là cái cổ phần của họ là chỉ là chia trên tiền lời thôi. Còn nguyên cái dự án này là coi như là Vương là chủ 100% hết. Nói chủ tưởng đâu ghê gớm nha, chủ thật ra là người chịu trách nhiệm, như là cũng mệt lắm á. Tại vì chủ á là dự án mà có gì có này có nọ là coi như người chủ là người chịu mà. Đứng mỗi chiêu xào á, cho nên có những năm Vương cũng căng thẳng lắm. Chẳng hạn dự án mà delay hay gì, tại vì Vương cũng phải là cái người lo tiền cho dự án, cho dự án nó chạy. Đã thì giờ dự án giờ nó thành hình hài rồi, có nhà cửa rồi. Thấy là nó khác biệt rồi. Cái dự án này anh chị biết không, cái đường xá mà Vương xây như thế này nè, là tính ra là Vương xây xong là Vương bàn giao lại cho chính phủ á, cho nên là mỗi một cái gì đó là họ đều ra để họ kiểm tra rất là kỹ. Không phải Vương muốn xây sao Vương xây đâu. Vương xây mỗi lần Vương đổ bê tông xuống là họ có kỹ sư của City cao tỷ họ xuống luôn. Họ đo từng chiếc xe bê tông nha. Chiếc xe bê tông á mà nó đi trong vòng phải, nó phải đổ xuống trong vòng 90 phút. Có nhiều xe nó chạy là hơn 90 phút á là nó bắt chạy về, bỏ xe đó luôn. Vương biết làm lại sao, nhưng mà xe đó coi như là không có đạt tiêu chuẩn á. Rất là khó luôn. Cái đó là cái bằng là đơn giản nhất rồi. Ví dụ á, còn những cái cây sắt, những cái cột rồi nọ, những cái bảng rồi nọ, nó đo chính xác hết các bạn, rất là khó luôn. Cái nguồn nước này bạn thấy không, rào lại camera giám sát rất là kỹ luôn nha, không phải ai cũng vô đây được đâu. Nó vô đây là tại vì cái nguồn nước của người ta xài nó sợ bị bỏ độc hay sao, mà chắc cũng đúng. Nguồn nước xài là nó rất là an ninh luôn, làm hàng rào cao rồi an ninh rồi rất là chặt chẽ. Giờ mọi thứ là nó cũng xong hết rồi, Vương cũng thật sự là cũng rất là khỏe. Có nghĩa là cái hồ sơ này EB-5 gọi là EB-5 gián tiếp á, EB-5 trực tiếp là mình phải trực tiếp mình thuê người, mình tạo việc làm. Thì cái EB-5 trực tiếp nói gì nói chứ thật ra nó cũng khó lắm, tại vì mình phải chứng minh là mình tạo ra được 10 việc làm, mình phải thuê 10 người nhân viên trong vòng mấy năm vậy á. Rồi xong rồi mỗi nhân viên rồi phải trả lương, phải trả W2 và phải mua bảo hiểm rồi này nọ, các kiểu rất là phức tạp. Còn cái này là cái dạng EB-5 gián tiếp, là coi như là Vương chỉ là trả tiền cho mấy ông thầu thôi. Thầu này thầu kia làm này làm kia,
Rồi xong rồi cái trung tâm vùng á, là cái chỗ trung tâm vùng là cũng của Vương luôn. Thì họ sẽ chứng minh, họ sẽ tạo cái cơ cấu việc làm, họ chứng minh là đã tạo ra được bao nhiêu việc làm từ cái số tiền mình bỏ ra rồi. Bên kia bây giờ là đang làm section 2 các bạn. Các bạn thấy không? Đó là những chiếc xe họ đang làm về san lấp. Là họ làm về san lấp để cho mà chỗ nào đất cao là họ cào đi. Còn chỗ nào đất thấp là họ phải cào là cho bằng. Rồi xong rồi họ phải đầm nén xuống cho nó cho đạt đúng tiêu chuẩn. Đó là hiện tại cái section 2 mà Vương làm, Vương đang làm nữa là cái cũng cái cơ cấu vốn là nó cũng đủ cho thêm vài sức EB5 nữa. Cho nên về EB5 Vương cũng dư được vài sức. Đó. Vài sức là thứ nhất là mấy anh chị mà đã đăng ký rồi nhưng mà cái nguồn tiền của họ không có chưa có ổn. Cho nên là Vương thì Vương cái tiêu chí của Vương là thôi người nào mà ổn cái nguồn tiền, người nào mà đi được á là cứ Vương nộp hồ sơ trước thôi. Còn những anh chị nào mà coi như cái nguồn tiền mà nó chưa ổn thì cũng phải nhường cái sức lại cho mấy anh chị về sau thôi. Là nên Vương mới có dư ra được vài sức EB5. Thì anh chị nào mà muốn đi qua Mỹ mà đi cái diện EB5 là coi như cái diện bây giờ là nó là nhanh nhất á. Nhanh nhất để mà tại EB5 bây giờ nó cũng không phải giống như mấy năm trước. EB5 giờ á là tính ra là cũng ít người nộp hồ sơ. Cho nên là người nào mà làm EB5 á là cũng được duyệt hồ sơ nó nhanh hơn. Hồ sơ giờ USCIS nó duyệt về EB5 là nhanh hơn những cái hồ sơ của những diện khác của những cái năm trước so với lại EB5 của những năm trước là nó duyệt nhanh hơn rất là nhiều luôn. Hồi xưa thì EB5 nó là 500.000, còn bây giờ là EB5 là nó lên là 800.000. Là cái vùng này là vùng T rồi đó, Target Employment Area, Target Area. Cái vùng này là nó cũng được cái sự ưu tiên của chính phủ, cho nên cái tiền nộp cho chỉ cần 800.000 thôi là đã đủ để làm EB5 rồi. Ok, thôi bữa nay là Vương cũng đi vòng, Vương thăm dự án. Cũng thứ nhất là Vương cũng xin cảm ơn các anh chị nha. Các anh chị đã cùng đồng hành với Vương làm cái dự án này trong những ngày đầu tiên. Một nhóm anh chị đó là Vương rất là quý, rất là yêu quý, rất là cảm phục. Có nghĩa là Vương không có biết dùng từ nào để mà Vương bày tỏ được hết cái sự cảm ơn của Vương dành cho các anh chị hết. Tại vì nếu như không có những anh chị mà đầu tiên đi với Vương á, thì là cái dự án lớn như thế này là một mình Vương là chắc chắn không thể nào làm được hết. Nhờ có cái sự chung tay của mọi người là Vương mới làm ra được. Bây giờ nó mới ra hình hài như thế này. Vương xin chân thành cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vương cũng cảm ơn các anh chị nộp hồ sơ, các anh chị mà làm EB5 ở bên Vương á. Thì các anh chị nào đã nộp hồ sơ rồi hay chưa nộp hồ sơ gì thì Vương cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã đặt cái sự tin tưởng vô Vương. Vương thì làm cái gì cũng vậy thôi, cũng đều là làm là người thật việc thật hết. Vương không có làm cái gì mà gọi là gian dối hay sai trái, cái đó là Vương không có làm. Đó, nên Vương cái gì đúng hết mọi thứ thì Vương sẽ làm. Anh chị nào mà muốn làm về cái hồ sơ EB5, cái diện định cư EB5 á, là diện định cư đầu tư vô nước Mỹ á, thì cái chi phí của nó là khoảng 800.000 đô. Không phải là chi phí mà cái số tiền đầu tư nó là 800.000, cái tiền luật sư, cái tiền chi phí nó là khoảng 92-93.000. Rồi xong rồi còn cái tiền 800.000 là Vương sẽ hoàn lại sau khi mà mình đã qua tới Mỹ rồi, xong mà được nộp hồ sơ hết mọi thứ nó ok hết rồi đó. Thì Vương sẽ hoàn lại cái số tiền đó. Thì cái thời gian hoàn nó khoảng từ 4 đến 5 năm. Nó tùy theo từng cái hồ sơ, từng cái quy định của sở di trú như thế nào thì Vương làm đúng như vậy. Với tất cả các quy định của sở di trú đều đúng cho anh chị hết. Hiện tại là dự án đến giờ này là Vương cũng được cái nguồn tiền như là nó cũng tốt. Tại vì bây giờ là mỗi 3 tháng là Vương cũng đều có cái nguồn tiền nó về từ dự án này rồi. Bắt đầu người ta thanh toán lô đất, rồi xong mà nhà cửa xây lên xong là Vương sẽ được cái tiền. Mỗi lô đất Vương bán là 60.000. Rồi xong mà cái tiền mỗi cái nhà mà xây lên rồi Vương được khoảng 40.000 nữa. Đó là tiền hoàn lại của chính phủ. Chính phủ họ hoàn thuế lại cho Vương. Thì nó cũng có cái chính phủ Mỹ nó cũng hay lắm, nó có cái cơ chế đó. Cho nên là cái lô đất nó không có mắc. À, cái tiền thuế người dân cứ đóng lại là trong cái tiền thuế. Mỗi năm thì ở Texas đó, thì cái tiền thuế đất nó rơi vào khoảng từ 2 mấy tới 3.3%. Ví dụ căn nhà giá trị 200.000 đi. Thì mỗi năm chị phải đóng cỡ 4-5.000 đô tiền thuế. Thì cái tiền thuế đó là một phần nó sẽ vô trong cái thuế cơ sở hạ tầng. Tiền thuế nó bao gồm thuế trường học nè, thuế tiểu bang, rồi thuế thành phố, rồi thuế đất là thuế đất trong đó là mình gọi là thuế đất. Nhưng trong thuế đất nó có thuế trường học, rồi thuế thành phố, thuế city, ba loại thuế lận. Trong đó nó có một cái gọi là mít, thuế mít tax. Thì là thuế mít tax là thuế phát triển hạ tầng đó, là nó trả cho những người giống như Vương nè. Là Vương phát triển cơ sở hạ tầng lên xong thành công thì chính phủ sẽ mỗi căn nhà mọc lên chính phủ sẽ cho Vương lại cái tiền thuế đó trong vòng 20 năm. Thì chính phủ sẽ trả cho Vương một cục đó. Thì làm xong mỗi căn nhà Vương nộp lên là Vương sẽ lấy cái tiền thuế đó về. Cho nên là bây giờ dự án này là về cơ bản là bắt đầu nhà cửa mọc lên là coi như là đánh dấu một cái giai đoạn thành công, mới gọi là
thành công á. Đây là cái dự án đầu tay của Vương. Rồi sau này là Vương cũng còn một số quỹ đất khác, rồi Vương cũng có một số kinh nghiệm rồi. Cũng rất là nhiều anh chị cũng muốn đến hợp tác với Vương để mà làm những cái dự án giống như thế này. Tính ra tuổi thì Vương cũng còn trẻ mà, mới có 30 mấy tuổi. Thì Vương cũng muốn làm mọi thứ nó chắc chắn. Chứ Vương cũng không có muốn là giống như là đi vội, đi nhanh quá làm cái gì. Vương muốn mọi thứ là nó phải chắc chắn. Đó. Thì anh chị nào mà cảm thấy muốn làm hồ sơ EB-5 mà muốn đặt niềm tin vô trong cái chỗ của Vương á, thì anh chị có thể liên hệ với Vương. Vương sẽ bỏ thông tin liên lạc ở phía dưới. Sẽ có những cái bạn như bạn Nhi Lê với lại những cái chị luật sư của bên Vương sẽ liên hệ với lại anh chị để mà tư vấn anh chị bằng tiếng Việt hết. Anh chị nào mà muốn mà ủng hộ Vương để làm EB-5 này, cùng chung tay làm dự án này với Vương mà có cái hồ sơ định cư Mỹ luôn á, thì cứ liên hệ với Vương. Tại Vương đã làm hồ sơ xong cho vài người thấy có biên nhận của USCIS hết rồi, thấy mọi thứ nó cũng chót lọt, với lại là có đi lăn tay đâu được cho vài người rồi, cho nên là thấy cũng tự tin. Ok, thôi Vương chào tạm biệt mọi người, bye bye.